Lúc con bé cứ đang vô tư bên trong thì ánh mắt của hắn đã tia qua ổ khóa mà chiêm ngưỡng nét đẹp của một bông hoa vừa mới chớm nở. Suốt buổi gột rửa ấy, con bé không hề hay biết chút gì mà cứ vô tư ca hát dưới vòi sen như một thiên thần nhỏ bé. Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Hương vị khó quên. Năm nào cũng thế, cứ gần đến ngày lễ quốc khánh của cả nước là vợ chồng của con Ngát lại tất bật mua sắm các thứ để về quê dỗ cha của thằng Bát. Sở dĩ con Ngát cũng nôn nao về quê chồng là bởi vì nơi ấy còn có con trai của nó đang gửi ở bên nội. Còn vì sao thằng bé lại ở dưới quê một mình mà không ở cùng với cha mẹ? Nguyên do ấy chút nữa chúng ta sẽ được rõ. Sau khi cha mẹ của hai chị em con Ngát qua đời, ông bà đã để lại cho hai chị em chúng căn nhà nằm liền kề, chỉ cách nhau có mỗi cái nhà xe chung ở giữa. Vì chị em của chúng cứ rất mực yêu thương nhau nên giữa hai gia đình luôn hòa thuận, chứ chẳng có gì là vướng mắc hay tranh chấp. Con Hoàn là chị cả, con bé đã trải qua một đời chồng nên sau khi chồng nó qua đời bởi một tai nạn giao thông thì đã để lại cho nó một đứa con gái 12 tuổi. Chỉ sau đó 3 năm khi đã mãn tang chồng, con Hoàn lại tiếp tục gá nghĩa với một người đàn ông quá vợ tên là Chiến. Vì hắn không có con cái nên hắn cứ xem con Huệ là con gái của con Hoàn ấy như con ruột của mình vậy. Thế nhưng đó chỉ là cái nhìn nhất thời của hắn lúc con bé còn nhỏ thôi. Và rồi mọi chuyện đã thay đổi chỉ sau đó 5 năm, khi cả hai cùng về sống chung một nhà. Sở dĩ có sự thay đổi trong cách nhìn của thằng Chiến là bởi vì con Huệ nó càng lớn lại càng xinh đẹp. Này nó đã 17 tuổi và đã dần trở thành một thiếu nữ. Hiện con bé đang học lớp 11. Con Hoàn hiện tại thì giờ đang là một bảo mẫu trong một trường mầm non tư thục. Thằng Chiến thì vẫn làm cái nghề của hắn từ trước đến nay là thợ nướng của một cái lò bánh mì lớn. Công việc của hắn bắt đầu từ 2 giờ khuya đến 6 giờ sáng là kết thúc. Thời gian cả ngày còn lại, hầu như hắn chỉ ngủ để lấy lại sức cho công việc của ngày hôm sau. Thời gian gần đây, hắn thể hiện tình cảm với con bé Huệ có phần hơi thái quá. Ban đầu con bé cứ nghĩ hắn gần gũi với mình cũng chẳng khác gì 5 tháng đầu tiên về sống cùng với mẹ nó. Thế nhưng thời gian gần đây, những nụ hôn của hắn dành cho nó càng ngày càng dày đặc. Khi mới thì ở trán, dần già thì lại xuống lên gò má, rồi lân la tới môi. Do từ trước đến nay cũng có chút quý mến hắn nên con bé chỉ né tránh chứ không phản ứng gì. Mãi cho đến khi nó nhận ra sự yêu thương của thằng Chiến dành cho nó không còn là tình cảm vô tư như lúc còn bé nữa. Lúc này nó mới biết khoảng cách với hắn là cần thiết. Song vì đầu óc của con bé là một đứa mới lớn còn non nớt, nó cũng chưa nhận định rõ về vấn đề này phải giải quyết ra sao. Do vậy nó vẫn giữ im lặng chứ không nói cho mẹ mình là con Hoàn biết. Về phần của thằng Chiến, một khi đã có ý nhắm tới con bé thì hắn tìm đủ trăm phương ngàn kế để mà có được. Cuối mùa hè năm đó, con bé thi đỗ lớp 11 thì con Hoàn nó vui mừng không kể xiết, dự định là sinh nhật của con bé sắp tới sẽ tổ chức thật là hoành tráng để con gái mời bạn bè đến trà miệng. Vì từ trước đến nay nó chỉ đi sinh nhật của bạn thôi mà chưa có dịp để mời lại. Một lần tình cờ, thằng Chiến nhìn thấy con bé Huệ cứ săm soi chiếc điện thoại đời mới trên màn ảnh vi tính. Vậy là trong đầu của hắn đã nảy ra một ý. Hôm đó, hắn lấy quỹ đen mà hắn đã giấu con Hoàn bấy lâu nay để tìm đến tiệm điện thoại mua lấy một cái như con bé đã ao ước. Mua xong, hắn nhờ chủ tiệm gói cẩn thận rồi mang về cất mà lại giấu Hoàn nhé. Vào đúng cái hôm sinh nhật con bé Huệ, đó là ngày chủ nhật, thì Hoàn được nghỉ, thế là nó đã làm cho con gái một bữa tiệc như ý. Suốt cả cuộc vui hôm ấy, gần chục đứa bạn, cả trai lẫn gái, đứa nào cũng làm cho mũi của con Hoàn cứ nứt ra vì những lời khen là mẹ của Huệ nấu ăn ngon quá.
Còn Huệ thì cũng vui không kể xiết vì đã có được một bữa tiệc để trả miệng cho bạn bè. Suốt cả ngày hôm đó, thằng Chiến không bước xuống lầu vì biết hôm nay là ngày của bọn trẻ, nên hắn cứ ngủ và trụ lại trong phòng rồi ăn uống cùng với con Hoàn trên đó luôn. Trong lúc cùng ăn thì Hoàn có hỏi Chiến rằng: anh định tặng gì cho con gái trong ngày sinh nhật? Vì cái điện thoại của hắn mua là chuyện bí mật nên hắn chỉ cười và nói: chắc anh bỏ bao thư cho con 1 triệu để nó thích mua gì thì mua, chứ anh đâu có thời gian để đi mua quà. Hoàn nghe thấy xong thì cũng gật gù đồng ý, mà lại nói lời cảm ơn đến sự quan tâm của Chiến dành cho con gái mình. Do cả ngày hôm trước con bé cứ vui chơi tất bật với bạn bè đến tối sầm mới về nhà. Có lẽ vì thấm mệt nên sáng hôm sau, lúc Hoàn rời nhà đi làm rồi mà con bé Huệ nó vẫn ngủ chưa thức dậy. Từ lò bánh mì về đến nhà, thằng Chiến thấy cửa vẫn khóa. Biết con bé vẫn còn ngủ, hắn đã lấy chìa khóa riêng để mở cửa vào. Do đã có toan tính trong đầu nên lúc lên phòng, hắn mở tủ lấy chiếc điện thoại mà hắn đã mua hôm trước, cầm trên tay và đi thẳng sang nhà của con bé. Đang còn ngái ngủ, nghe tiếng gõ cửa. Con Huệ cứ ngỡ mẹ nó gọi đã dặn dò gì. Thế là con bé mắt nhắm mắt mở bước xuống giường để ra mở cửa. Cánh cửa vừa được kéo vào thì thằng Chiến đứng dậy. Mà cũng phải là nó đứng lặng khi thấy con bé đang thướt tha trong chiếc váy ngủ. Vì còn đang bất ngờ nên con bé chưa nhớ ra mình đang mặc cái gì. Nhìn thấy hắn, con bé liền cất tiếng hỏi: có chuyện gì mà Dượng gọi con dậy sớm vậy? Con đâu có đi học đâu, đang nghỉ hè mà Dượng. Bị con bé hỏi, thằng Chiến giật mình tỉnh mộng. Hắn chìa cái điện thoại trên tay ra rồi nở một nụ cười nham nhở nói với con bé rằng: hôm qua là sinh nhật con, vì có đông bạn bè nên Dượng không xuống tặng quà được. Hôm nay Dượng muốn tặng cho con. Cầm gói quà trên tay, con bé mừng thầm trong bụng, vì hình dạng gói quà cũng tương tự với cái hộp điện thoại mà nó đang ao ước. Con bé nở một nụ cười thật tươi rồi nói lời cảm ơn. Thấy con bé vừa định quay vào thì thằng Chiến liền nói: con mở ra xem có thích không? Vì trong lòng cũng đang nôn nóng, do tất cả số quà bạn bè tặng hôm qua chẳng có thứ gì đúng với sở thích của nó cả. Đến khi gói quà trên tay được mở ra, nhãn hiệu điện thoại trên nắp hộp hiện ra. Lúc này con bé mới vỡ òa vui sướng. Nó cười thật tươi rồi theo phản xạ nó bước đến ôm cổ Chiến để thay cho lời cảm ơn. Thấy tình trạng con bé đang như thế mà còn ôm ghì lấy mình, biết đây là cái thời cơ ngàn năm có một nên hắn liền siết chặt con bé rồi kéo nó đến giường. Lúc đầu là vì nể nang món quà nên con bé không chống cự, và cũng không biết hắn đang làm gì. Đến khi hai tay của hắn bắt đầu lần mò thì con bé mới nhận ra, nó cự tuyệt rồi cất tiếng hỏi: ơ kìa, Dượng làm cái gì vậy, buông con ra. Mặc kệ cho con bé nói gì, cái miệng của hắn vẫn tích cực mà luồn lách. Biết thế này sớm muộn gì mình cũng siêu lòng nên con bé đã cứng rắn mà nói với hắn rằng: nếu Dượng không thả con ra, con sẽ nói với mẹ về chuyện này. Biết chuyện này nếu mà tới tai của con Hoàn thì chắc chắn con bé sẽ không để yên cho hắn được tồn tại trong căn nhà này. Thế là hắn mới nới lòng và bỏ con bé ra mà nói lời xin lỗi. Lúc này con Huệ mới nhận ra chính chiếc áo nó đang mặc đã khiến cho thằng Chiến không tự chủ được bản thân. Nằm lại trên giường khi thằng Chiến đã rời khỏi phòng, con bé không lấy gì làm hoảng sợ, mà nó chỉ nghĩ rằng sự va chạm của người khác giới thật tuyệt diệu. Chỉ mới có hơn 1 phút được thằng Chiến mơn trớn mà con bé đã trào dâng cảm xúc. Thế là sự tò mò về giới tính trong người một đứa bé mới lớn bắt đầu trỗi dậy. Nó cảm thấy thích thú về những gì mà thằng Chiến đã mang lại cho nó khi nãy. Con bé mỉm cười rồi nhủ thầm: con xin lỗi, nếu lần sau Dượng tiếp tục làm như thế, con hứa sẽ không kháng cự đâu. Gác lại chuyện gia đình của con Hoàn một chút để nói về con Ngát nhé. Con Ngát và thằng Bát, chúng nó lấy nhau đến nay đã được 13 năm rồi.
Thằng Vũ, con trai của chúng, nay cũng đã 12 tuổi. Thằng bé đang sống với bà Sáng là mẹ của thằng Bát ở quê. Sở dĩ thằng bé không sống cùng với cha mẹ là bởi vì khi hắn được 8 tuổi, hắn mắc phải chứng bệnh hen suyễn. Theo lời của bác sĩ khuyên thì vợ chồng hắn đã đưa thằng bé về quê để ở cùng với bà nội. Nơi ấy không khí trong lành sẽ giúp nhiều cho việc hô hấp của thằng bé hơn. Hàng tháng, vợ chồng của Bát Ngát đều gửi tiền chu cấp cho bà Sáng để nuôi thằng nhỏ ăn học dưới đó. Vợ chồng tính như thế, trước là để lo cho bà Sáng có cháu ở cùng mà vui vầy tuổi già, sau là để thuận tiện cho việc kinh doanh mua bán của vợ chồng chúng nó. Vì cả hai vợ chồng đang sở hữu một salon mua bán xe máy nên rất cần rảnh tay để lo việc làm ăn. Thoát cái mà ngày giỗ của ông Thanh, cha của thằng Bát, đã tới rồi. Năm nào cũng vậy, đến ngày giỗ là vợ chồng hắn đều về. Trước là để làm giỗ cha, sau là để con Ngát về thăm con trai của nó. Thấy mùa hè năm nay không có chương trình gì để tiêu khiển, thế là con Huệ đã nói với con Hoàn xin gì cho nó cùng Tháp Tùng về quê chơi một chuyến, sẵn thăm cái thằng Vũ luôn. Vì xe cũng đang còn thừa chỗ nên sau khi nghe con Hoàn hỏi để cho con Huệ về cùng chơi thì vợ chồng Ngát đã đồng ý ngay. Thế là Huệ đã chuẩn bị biết bao nhiêu thứ cần thiết mang theo cho 3 ngày về quê. Do quê của thằng Bát ở tận cùng bản đồ đất nước nên chúng cứ phải khởi hành đi tất sớm cho mát. Suốt 6 tiếng đồng hồ ngồi xe, cuối cùng thì cả ba cũng về được đến quê. Đây mới là lần đầu được về quê chồng của dì mình chơi, nên mọi thứ trong mắt con bé đều mới lạ. Nhất là những đàn cỏ trắng cứ trao liệng trên không, nơi rừng tràm hoang dã, trong mắt con bé là một cảnh tượng thật ngoạn mục. Thấy con bé cứ đứng ngó về đám cỏ trắng đang bay lượn kia, thằng Bát mới cười mà hỏi: "Bộ con thích đám chim cỏ đó lắm hay sao?" "Ờ, sao mà chú thấy con cứ đứng ngó nghiêng vậy?" Nghe thấy thằng Bát hỏi như thế, con Huệ liền gật đầu lia lịa rồi nói: "Chúng đáng yêu quá nên con thích." Vừa lúc đó thì thằng Vũ bên trong nhà chạy ra, nó cầm tay thằng Bát mà nói rằng: "Ba ơi, bơi xuồng vào đó để lấy trứng cò cho con đi, con thèm ăn trứng cò lắm." Nghe con trai nói như thế thì con và cả con Huệ cũng liền hùa theo: "Đúng rồi đấy chú ơi, chú cho con đi với, con vào đó để ngắm chúng gần hơn cho thỏa thích. Vì ngày mai mới là ngày giỗ nên hôm nay còn rảnh rỗi." Thế là thằng Bát lại rong ruồng chở hai chị em chúng nó vào trong chàng tràm để lấy trứng cò cho thằng Phú. Thật không may lắm, khi cả ba vừa vào đến nơi thì trời đổ cơn mưa. Đến nơi thì hắn tranh thủ trèo lên vài tổ lấy vội vài chục trứng cò bỏ vào cái rổ rồi chở xuống xuồng. Vì cơn mưa khá lớn nên thằng Bát không thể bơi xuồng về. Nhìn thấy có một tán lá tùm, hắn liền bơi xuồng vào đó để tránh mưa. Thấy thằng Vũ có vẻ như bị lạnh, con Huệ liền cởi cái áo khoác ngoài ra để cho hắn khoác tạm. Tuy đã chui vào tán lá xum xuê, song nước mưa vẫn nhỏ giọt xuống qua kẽ lá. Mưa dần làm ướt cái áo của con bé đang mặc. Ngồi đối diện với con bé mà hai mắt của thằng Bát nó cứ dán chặt vào người nó vậy. Thấy ánh mắt của thằng Bát đang soi mói mình như thế, nhưng con bé nó cũng lơ đi. Nó vẫn cứ tíu ta tíu tít trò chuyện với thằng Vũ, như thể nó không hay biết chuyện gì. Thằng Bát thì cũng tòm tèm con bé lâu rồi, kể từ lần nó sang nhà để tắm nhờ cho kịp buổi đi học. Vì ống nước nhà nó bị vỡ mà thằng Chiến lại không kịp sửa. Thật may cho hắn là lần đó con Ngát lại không có ở nhà. Nó phải đi thu tiền xe trả góp của khách hàng, nên chỉ có mỗi một mình hắn. Lúc con bé cứ đang vô tư bên trong thì ánh mắt của hắn đã tia qua ổ khóa mà chiêm ngưỡng nét đẹp của một bông hoa vừa mới chớm nở. Suốt buổi gột rửa ấy, con bé không hề hay biết chút gì mà cứ vô tư ca hát dưới vòi sen như một thiên thần nhỏ bé. Điều ấy làm cho thằng Bát suýt mấy lần mất tự chủ. May thầy có cú điện thoại của con Ngà gọi về,
làm cho hắn tỉnh hồn mà kiềm chế bản thân lại. Chứ nếu không thì các bạn cũng biết rồi đấy, mỡ mà treo miệng mèo thì thử hỏi làm sao và có con mèo nào lại chịu nổi chứ. Hôm nay tình cờ thấy lại hình ảnh nhờ cơn mưa, thằng Bát suýt nữa đã không kiềm chế nổi nếu như không có thằng Vũ đi cùng. Hôm đó sau khi từ Tràng Chàm về, thằng Vũ nóng sốt. Có lẽ do thể trạng của hắn yếu ớt nên khi mắc cơn mưa, đến ngày về rồi mà hắn vẫn chưa thấy đỡ. Tuy vậy, việc làm ăn của gia đình cũng không thể thất hứa với khách hàng được. Vì theo tính toán, ngày quay về vợ chồng của chúng sẽ giao cho khách hàng 4 chiếc xe máy để đưa về miền Trung. Vì vậy mà cả hai không thể nán lại ở quê thêm được nữa. Sau khi đã tính toán cẩn thận, còn Ngát quyết định ở lại để chăm lo cho thằng Vũ đến khi nào nó ổn định hơn về sức khỏe, sau đó sẽ bắt xe đỏ về sau. Vì không muốn lỡ dở hợp đồng nên buộc thằng Bát phải đánh xe về trong đêm để sáng mai kịp gặp đối tác. Nghĩ con Huệ ở lại cũng chẳng giúp được gì nên con Ngát lại giục con bé theo thằng Bát về cho đỡ tốn tiền xe đỏ. Thế là cả hai đã tức tốc ra xe để đi về trong đêm. Do ngoài trời đang mưa và lại đi ban đêm nên xe chạy rất chậm. Đến gần 1 giờ sáng thì xe về tới Long An. Nên khi thấy con Huệ ngủ gật trên xe, thằng Bát đã quyết định tấp xe vào một cái khách sạn ven đường. Khi đã lấy phòng xong, lúc này hắn mới trở ra xe để gọi con bé thức dậy. Vì cứ còn đang ngái ngủ nên khi bị thằng Bát gọi dậy, con bé tưởng rằng đã tới nhà. Thế là nó mở cửa xe rồi mắt nhắm mắt mở đi theo hắn. Đến khi con bé tỉnh hẳn thì đã lên gần tới phòng. Lúc này con bé mới cất tiếng hỏi: "Ủa, mình đi đâu đấy chú?" Làm ra vẻ nghiêm nghị, hắn liền nói: "Thấy con ngủ gật trên xe tội nghiệp quá, chú đã ghé vào đây để cho con ngủ thêm vài tiếng, rồi mình sẽ về cũng chưa muộn." Thấy mọi thứ đều thành chuyện đã rồi, với lại con bé cũng có ý muốn tìm tòi xem có gì mới lạ khi ở cùng với một người khác giới trong một căn phòng không. Và con bé đã cầu được ước thấy, khi vừa vào đến phòng, thằng Bát đã không còn đủ kiên nhẫn, thế là hắn đã bế con bé đặt lên giường. Rồi nó trổ hết tài năng bao nhiêu năm nó tích góp được từ cái việc mà nó cứ làm mỗi ngày với con Ngát vợ nó vậy. Con Huệ thì cứ dần già, lần đầu tiên trong cuộc đời được một người đàn ông chăm sóc ân cần chu đáo. Con bé đã buông xuôi để hưởng thụ sau vài phút chống trả chiếu lệ. Trong khoảng khắc khai xuân đó, thằng Bát biết con bé vẫn còn là đứa trong trắng, nên hắn đã rất khôn khéo và nhẹ nhàng để từng bước dìu con bé vào đời ở cái tuổi 18. Con Huệ sau vài phút được ân cần chăm sóc, nó đã không còn giấu nổi sự háo hức của mình, nên nó cứ thều thào trong nước mắt. Con bé đã khẩn xin hắn để sớm được vào đời. Biết đã đến lúc có được con bé trong sự tự nguyện, thằng Bát đã thể hiện cho con bé thấy hắn đã từng làm tốt vai trò của một người chồng như thế nào. Khoảng thời gian còn lại từ đó đến 6 giờ sáng, cả hai đã quấn chặt lấy nhau để cùng tận hưởng những giây phút tuyệt diệu nhất đời. Tuy không một lời hứa hẹn gì cả, song cả hai cũng thầm hiểu rằng từ giờ chúng đã thuộc về nhau trong sự kín đáo. Nằm trong vòng tay của thằng Bát mà con Huệ lại nghĩ thầm: mình làm thế này có bất công quá với Dượng Chiến của mình không, người đã hết mực yêu thương và chiều chuộng mình. Sau cái lần đầu tiên trong đời được thằng Bát dìu đến chốn bồng lai tiên cảnh, con bé đã khắc khoải chờ đợi khoảnh khắc tương tự tiếp theo. Thế nhưng với sự quản thúc gắt gao của con Ngát, thằng Bát làm gì có cơ hội nào để tiếp tục mà chăm sóc cho con Huệ chứ. Vì quá nhớ cái thứ cảm giác tuyệt diệu của lần đầu tiên nên con bé đã chuyển ngay sang phương án 2. Chiều hôm đó, lúc trên bàn ăn, tranh thủ khi mẹ mình còn chưa về, con bé đã dặn với thằng Chiến rằng: ngày mai con có cuộc hẹn với các bạn để đi đến trường xem nhận lớp mới, nên khoảng 7 giờ kém Dượng nhớ gọi giúp con dậy. Tối hôm đó, con bé chọn đúng cái đầm ngủ mà lần trước thằng Chiến đã vô tình bắt gặp để mặc vào.
Sáng hôm sau, chờ cho con Hoàn vừa mới rời khỏi nhà để đến chỗ làm, thằng Chiến đã khóa trái cửa rồi lặng lẽ đi lên phòng để gọi con bé như nó đã nhờ. Mặc dù thức đã lâu, song con Huệ vẫn nằm ở trên nệm để chờ đợi cái khoảnh khắc này. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, nó trở giọng như vừa tỉnh ngủ rồi thều thào hỏi: "Mẹ hả? Con ra ngay." Sở dĩ con bé nói như thế là vì nó muốn đánh tiếng để cho thằng Chiến biết nó sẽ ra mở cửa chứ đừng lên tiếng. Với hai thứ tóc trên đầu, thằng Chiến cũng nhận ra được điều đó, nên hắn cứ đứng yên mà chờ đợi. Thế rồi tiếng chốt cửa cũng rột rẹt vang lên và cánh cửa được kéo vào với khoảng trống rất rộng. Không khác gì lần trước, sự ngỡ ngàng của thằng Chiến hiện rõ trên đôi mắt to tròn đang trố lên của hắn. Hắn không ngờ cái khoảnh khắc tuyệt diệu của lần trước nay lại được tái hiện. Nhanh như cắt, hắn chụp lấy thời cơ rồi lách mình bước vào trong. Xoay người, hắn chốt luôn cái cửa rồi âm thầm làm những gì cần làm. Còn Huệ lúc này tuy đã rất muốn, song nó vẫn lên tiếng để chống chế. Chỉ sau vài cái đường cơ bản của một củ gừng già như thằng Chiến, con bé đã nhanh chóng bị hắn thu phục. Hai mắt nó khép hờ, rồi người nó cứ buông xuôi mặc cho thằng Chiến tùy ý mà hành động. Do đã từng được thằng Bát dìu vào đời, nên lần này con bé không mấy bỡ ngỡ. Nó hợp tác rất ăn ý mỗi khi thằng Chiến cứ chuyển điệu nhạc khác. Tuy không ai nói với ai tiếng nào, thế nhưng cả hai đều rất ăn ý khi thể hiện từng ca khúc. Còn Huệ đã thể hiện chất giọng của mình đến nốt cao nhất. Thằng Chiến thì vẫn giữ vững những nhịp bè trong giai điệu. Cả hai đã hòa mình vào khúc hát suốt cả buổi sáng hôm ấy. Thằng Chiến đã thật sự rơi nước mắt khi nói lời cảm ơn đến con bé, vì con bé đã cho hắn một cơ hội để tìm về tuổi đôi mươi. Và rồi, cuộc tình thầm kín giữa ba người vẫn êm đềm diễn ra trong suốt những năm tháng con bé ngồi ở giảng đường đại học. Vì lúc này con bé đã xin với mẹ để nó được lại ký túc trường với lý do đường về nhà xa quá. Với cái lý do ấy, thật ra chỉ là cái cớ để con bé được tự do thoát ly gia đình mà làm tất cả những gì nó muốn. Chứ với chiếc xe máy được thằng Bát tặng cho khi nó thi đậu lớp 12 thì đường về nhà cũng đâu có gì là khó khăn. Sau khi biết con bé ở lại ký túc của trường, hễ có dịp là thằng Chiến hoặc là thằng Bát liền tranh thủ đến để thăm con bé. Tất nhiên là sau khi chở nhau đi ăn uống xong, điểm cuối cùng để nghỉ ngơi là những khách sạn kín đáo quen thuộc mà chúng đã từng ghé vào mỗi khi gặp lại. Và rồi cả ba cứ duy trì mối quan hệ ấy cho đến khi con Hoàn đột ngột qua đời sau một cơn đột quỵ vì đã làm việc quá sức. Lúc này con Huệ cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà theo đuổi việc học hành. Nó tạm thời nghỉ học ở nhà để cùng sống với ông Trung như vợ chồng, mà tìm cách tính tới chuyện tương lai. Thằng Bát sau một thời gian si mê sự trẻ trung của con Huệ, hắn đã sao nhãng chuyện làm ăn. Mọi thứ hắn đều giao hết cho một mình con ngát quán xuyến. Vì vậy mà hắn nào hay biết con bé đã có tình nhân bên ngoài. Xong rủi cho con ngát là gã tình nhân kia của nó chính là một thằng sở khanh chuyên nghiệp. Hắn đã dùng những lời ngon ngọt để lừa con bé một lúc đến cả chục chiếc xe loại đắt giá nhất. Với cái thủ đoạn là một đối tác làm đại lý ở quê của hắn, chuyện chỉ đổ bể khi con bé tìm tới địa chỉ mà hắn cho để thu hồi vốn, thì lúc đấy mới vỡ lở ra, đó là một địa chỉ không có thật. Sau cú lừa ấy, con bé đã suy sụp và dẫn đến đổ vỡ trong làm ăn, gây thất thoát toàn bộ đồng vốn mà vợ chồng chúng đã vay ngân hàng. Thằng Bát sau khi biết được sự thật, hắn giận lắm. Hắn giận là vì mình đã quá ngu mà tin tưởng tuyệt đối vào vợ. Giận là vì con ngát đã lén lút cặp bồ với thằng sở khanh kia để dẫn đến thất thoát tài sản. May mà con ngát còn có được căn nhà để bán đi mà khắc phục hậu quả để trả nợ cho ngân hàng. Chứ nếu không, tiền tỷ vào cái thời điểm đó rất có thể sẽ đưa con ngát vướng vào lò vòng lao lý. Sau khi không còn nhà để tá túc nữa, hai vợ chồng của chúng thu xếp những gì có thể cùng
cùng với chút ít tiền bán nhà còn lại đưa nhau về quê để sống cùng với bà Sáng và thằng Vũ. Còn Huệ sau khi thấy dì của mình bán nhà với một cái giá rất thơm, con bé đã tính tới chuyện bán luôn căn nhà của nó đang ở để cùng với thằng Chiến đi về quê mà tìm mua đất đai, cất nhà lên buôn bán, tạo dựng cho tương lai sắp tới khi có những đứa con ra đời.